Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Cẩm Nang Số sẽ chia sẻ cho các bạn về cách làm mặt nạ dưỡng da từ chuối và mật ong. Và chuối là một loại quả rất là giàu dưỡng chất và tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó thì chuối còn có công dụng làm đẹp rất là tốt. Và chuối thì có thành phần giàu chất natri, vitamin A, vitamin E và rất cần thiết cho sức khỏe, đồng thời cũng là dưỡng chất giúp cho làn da thêm mịn màng và trắng sáng. Ngoài ra chuối còn có tác dụng là cung cấp độ ẩm cũng như là tác dụng chống lão hóa da và làm mờ vết nhăn cơ da rất là tốt. Trong khi đó thì mật ong có chứa các thành phần dinh dưỡng cao, các loại vitamin và khoáng chất và các chất chống oxy hóa sẽ giúp thông thoáng lỗ chân lông, ức chế mụn và làm mờ sẹo. Bên cạnh đó còn có tác dụng làm bật tông cho da. Vì vậy việc kết hợp giữa mật ong và chuối sẽ tạo nên một loại mặt nạ trắng da cực kỳ hoàn hảo. Và để làm được cái loại mặt nạ làm trắng da từ mật ong và chuối thì các bạn cần chuẩn bị đó là chuối, và các bạn có thể sử dụng, đây là gọi là chuối tiêu hay còn gọi là chuối loại chuối quả dài, và mật ong nguyên chất. Và các bạn lưu ý là nên chọn loại chuối chín tự nhiên và là chọn loại chuối chín kỹ. Sau khi nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ thì các bạn hãy cùng tôi thực hiện làm mặt nạ trắng da từ mật ong và chuối. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn một quả chuối chín kỹ, sau đó chúng ta sẽ lấy 1/2 quả chuối. Và bỏ vỏ, sau đó chúng ta sẽ cắt nhỏ chuối cho vào bát trộn mặt nạ. Cắt nhỏ cho vào bát trộn mặt nạ, sau đó dùng thìa dằm nhuyễn chuối. Khi chuối đã được dằm nhuyễn dạng mịn như thế này, chúng ta sẽ trộn với 2 thìa mật ong. Sau đó cũng dùng thìa đảo cái hỗn hợp này lên để sao cho hỗn hợp này trở nên sánh mịn và dẻo. Khi hỗn hợp đã sánh mịn và dẻo thì các bạn sẽ tiến hành đắp mặt nạ. Và trước khi đắp mặt nạ thì các bạn cũng nên làm sạch cái vùng da cần đắp. Sau đó sẽ thoa trực tiếp cái hỗn hợp này lên vùng da đã được làm sạch, kết hợp với massage nhẹ nhàng từ 3 đến 5 phút để cho các dưỡng chất cũng như là dưỡng chất của mật ong và chuối sẽ thẩm thấu vào vùng da. Và để hỗn hợp này lưu trên da khoảng 15 phút, sau đó sẽ rửa lại bằng nước ấm. Và các bạn nên thực hiện đều đặn từ 1 đến 2 lần mỗi tuần để đem lại cái hiệu quả dưỡng trắng da tốt nhất. Mặt nạ chuối thì sẽ giúp cho làn da các bạn sẽ có cảm giác là vững chắc hơn và đồng thời trắng sáng rạng ngời hơn, vì chuối có chứa rất nhiều khoáng chất và vitamin, đặc biệt là rất tốt đối với làn da, giúp da trắng sáng, căng mịn, đồng thời cũng giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da mới. Nếu mà các bạn đang dần đi tới hoặc là đã qua tuổi 25, tức là độ tuổi đã phải đối mặt với những nếp nhăn và vết nám và gây sạm da, thì chắc chắn là nên thường xuyên áp dụng cái loại mặt nạ trắng da từ chuối và mật ong nhất một lần một tuần thì sẽ làm chậm cái sự phát triển của nếp nhăn không mong muốn cũng như là thắt chặt các lỗ chân lông và đem lại cho các bạn một làn da trắng sáng rạng ngời hơn. Trên đây tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cách làm mặt nạ trắng da từ chuối và mật ong. Chúc các bạn có một làn da trắng sáng rạng ngời như mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!